Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Toàn cảnh quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Sau đây sẽ là phần nội dung chi tiết. Chỉ số xếp hạng tín nhiệm của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã xuống tới mức thấp nhất trong 5 năm rưỡi trở lại đây, theo khảo sát của công ty nghiên cứu Ilabi cho báo IQ. Kết quả khảo sát cho thấy, chỉ số xếp hạng tín nhiệm của nguyên thủ nước Pháp đã giảm 5 điểm xuống còn 24%. Đây là con số thấp nhất kể từ khi ông ấy bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống 5 năm lần thứ hai. Chỉ số tín nhiệm của ông Macron chỉ thấp hơn mức này với 23% vào năm 2019, ở thời điểm gay cấn nhất của phong trào phản kháng áo vàng. Cần lưu ý rằng sự ủng hộ dành cho tổng thống Pháp đang giảm dần ở mọi tầng lớp dân chúng, bao gồm cả người làm công ăn lương, giảm 12 điểm, 33% ủng hộ, và người về hưu giảm 4 điểm, 26% đánh giá tích cực. Người đứng đầu công ty nghiên cứu Ilabi, nhà xã hội học Benastanane cho biết, điều này cho thấy các vấn đề kinh tế vẫn là quan trọng nhất. Ngoài ra còn có tâm lý lo ngại về sự bất ổn mà chính Emmanuel Macron gây ra khi giải tán quốc hội. Ông cho rằng Tổng thống Macron có thể sẽ gặp vấn đề trong phòng bầu cử quốc hội thứ hai, vì cả những người ủng hộ Đảng Cộng Hòa và những người ủng hộ Đảng Dân Chủ Xã hội đều không sẵn sàng bỏ phiếu cho đảng của ông. Tỷ lệ ủng hộ dành cho Thủ tướng Gabriel Attal, người được Macron bổ nhiệm vào tháng 1, cũng giảm 4 điểm, hiện ở mức 29%. Theo một cuộc thăm dò của Ilabi cho kênh truyền hình BFMTV công bố vào hôm 13 tháng 6, cứ 10 người Pháp thì có 7 người cho rằng ông Macron, phần nhiều là cánh nặng cho phe của chính ông. Tạp chí Journal du Dimanche của Pháp đưa tin, sự hỗ trợ quân sự của Pháp dành cho Kiev có thể sẽ suy giảm nếu phe cực hữu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội đảng tập hợp quốc gia đã công khai bày tỏ ý định rút lại các khoản viện trợ quân sự cho ukraine nếu đảng này giành được đa số ghế đại diện đảng nhấn mạnh rằng họ không phản đối viện trợ cho kiev nhưng cần có giới hạn để không gây tổn hại đến lợi ích của quân đội pháp tổng thống pháp emmanuel macron cũng nhấn mạnh ảnh hưởng ngày càng tăng của các phe phái phản đối trong đó có viện trợ cho ukraine Cự sĩ quan Pháp Guillaume Osen trong buổi phỏng vấn với nhật báo La Dépêche nhận định rằng phe cực hữu có phải ngưỡng mộ những người như Tổng thống Nga Putin, người mà họ coi là hậu duệ của Liên Xô. Họ đều mong muốn nước Pháp không phải đối ông Putin. Ông Guillaume Osen cảnh báo ngày nay Pháp đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực đoàn kết châu Âu và sự tham gia của EU ở Ukraine là rất quan trọng. Nhưng ngày mai nếu phe cực hữu lên nắm quyền, họ sẽ làm mọi cách để chấm dứt chiến tranh họ sẽ mang lại cho Tổng thống Putin một chiến thắng, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc lãnh thổ của Ukraine bị chia cắt. Sáu chú vịt quê và Georgia Meloni, đó là tiêu đề mà nhiều tờ báo Nga đăng tải sau hội nghị thượng đỉnh G7 tổ chức ở Italy. Sở dĩ người ta đặt ra tiêu đề như vậy là bởi ngoài thủ tướng nước chủ nhà Meloni củng cố được vị thế của mình, sáu vị nguyên thủ còn lại trong nhóm G7 đều đang trải qua giai đoạn đầy bất ổn về chính trị nội bộ sau cuộc bầu cử và nghị viện châu Âu, các nhà lãnh đạo Pháp Emmanuel Macron và Olaf Scholz của Đức đã phải chịu thất bại nặng nề. Họ hoặc sẽ phải chia sẻ quyền lực với phe cánh hữu, thậm chí có thể phải từ chức sớm. Ngay cả đối với những nhà lãnh đạo không phải là thành viên EU, mọi thứ vẫn rất tồi tệ. Thủ tướng Anh Rishi Sunak cũng đang lâm nguy sau khi tuyên bố tổng tuyển cử sớm, vì Đảng Bảo thủ Anh có dấu hiệu sẽ đánh mất quyền lực. Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng công khai thừa nhận ông mệt mỏi với việc lãnh đạo đất nước và triển vọng bầu cử của ông cũng được đánh giá là rất mong manh. Còn với thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, tỷ lệ ủng hộ nội các của ông chỉ còn 16,4% theo hãng thông tấn Nhật Bản GG Press. Theo đánh giá của báo giới, với tỷ lệ ủng hộ thấp như vậy, ông Kishida có thể bị thay thế vào cuối năm nay. Tổng thống Mỹ Joe Biden, 81 tuổi, người sẽ giữ chức đến hết mùa thu năm nay, cũng đang phải đối mặt với vấn đề về năng lực do tuổi tác, cũng như vấn đề pháp lý mà con trai ông là Hunter Biden gây ra. Trước hết, ông Biden vẫn cam kết hỗ trợ Ukraine và sẽ không bỏ rơi Kiev trong cuộc chiến chống lại Nga. Không rõ liệu đường lối chống Nga của lãnh đạo các nước G7 hiện nay có được người kế nhiệm tiếp tục thực hiện hay không. Họ cần giải quyết câu hỏi là lấy tiền ở đâu ra, Gói viện trợ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ của Washington dành cho Kiev, vốn bị quốc hội trì hoãn trong 6 tháng, có thể sẽ là món quà hào phóng cuối cùng. Châu Âu cũng đang cạn kiệt tiền, không có tín hiệu thành công nào từ Ukraine trong trận chiến cuối cùng này. Vì vậy, các nhà lãnh đạo G7 đang vội vàng tạo ra một cơ chế tài trợ cho bộ máy quân sự của ông Zelensky trong những năm tới. Họ không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn ngoài việc sử dụng tài sản tịch thu được của Nga, nhưng vẫn đang loay hoay tìm cơ chế sử dụng để số tiền khi sử dụng không bị tính là chiếm đoạt bất hợp pháp. Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga sẵn sàng bắt đầu đàm phán với Ukraine bất cứ lúc nào, nhưng cần có điều kiện đi kèm. Ông Putin tuyên bố trong cuộc gặp với các nhà ngoại giao cấp cao ở Moscow hôm 14 tháng 6 rằng hôm nay chúng tôi đưa ra một đề xuất hòa bình thực sự, cụ thể khác. Nếu Kiev và các nước phương Tây từ chối đề xuất này như họ từng làm trước đây, thì cuối cùng đó là vấn đề của họ. Họ phải chịu trách nhiệm chính trị và đạo đức về việc tiếp tục đổ máu, Tổng thống Nga đã đưa ra một loạt điều kiện để bắt đầu đàm phán hòa bình với Ukraine, khẳng định các điều kiện này rất đơn giản. Ông Putin nêu rõ, quân đội Ukraine phải rút hoàn toàn khỏi Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng, cũng như các khu vực Zaporizhia và Kherson. Một khi Kiev tuyên bố sẵn sàng cho việc này và bắt đầu việc rút quân thực sự khỏi các khu vực này, cũng như chính thức từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO, chúng tôi sẽ ngay lập tức ngừng bắn và bắt đầu đàm phán, Ngoài ra, Tổng thống Nga cũng yêu cầu Ukraine duy trì quy chế trung lập, không liên kết và phi hạt nhân để giải quyết cuộc xung đột một cách hòa bình. Ông Putin cho biết, quan điểm cơ bản của chúng tôi như sau, quy chế trung lập, không liên kết, phi hạt nhân Ukraine cùng với việc phi quân sự hóa và phi phát xít hóa nước này. Những nội dung này đã được thống nhất rộng rãi trong các cuộc đàm phán ở Istanbul vào năm 2022. Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga sẵn sàng tham gia đàm phán với Ukraine càng sớm càng tốt, đồng thời thừa nhận những vấn đề phức tạp liên quan. Ông chủ điện Kremlin nói thêm, tôi nhắc lại, chúng tôi sẽ thực hiện việc này ngay lập tức. Đương nhiên chúng tôi sẽ đồng thời đảm bảo việc rút lui an toàn và không bị cản trở của các đơn vị và lực lượng Ukraine. Tuy nhiên, ông Putin lưu ý rằng nhiệm kỳ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kết thúc và tính hợp pháp của ông Zelensky không thể được khôi phục bằng bất kỳ cách nào. Theo ông Putin, Quốc hội Ukraine vẫn là cơ quan có thẩm quyền hợp pháp duy nhất ở nước này. Ông nói thêm rằng việc hủy bỏ các cuộc bầu cử phản ánh bản chất của chính quyền hiện tại ở Kiev khi nỗ lực bám lấy quyền lực bị hiến pháp Ukraine cấm. Trong cuộc gặp với các nhà ngoại giao hàng đầu của Nga hôm 14 tháng 6, Tổng thống Putin lưu ý rằng Ukraine và phương Tây vẫn tiếp tục suy đoán về ý định của quân đội Nga khi họ áp sát ngoại ô Kiev vào cuối tháng 2 năm 2022. Ông Putin nhấn mạnh, không có quyết định nào về việc tiến vào thành phố 3 triệu dân. Theo Tổng thống Putin, bước tiến của quân đội Nga về phía Kiev không gì khác là một hoạt động nhằm thuyết phục Ukraine đàm phán hòa bình. Ông nói, quân đội ở đó để thúc đẩy phía Ukraine tham gia đàm phán, cố gắng tìm ra một giải pháp có thể chấp nhận được, và bằng cách này chấm dứt các hoạt động của Ukraine nhằm vào Donbass từ năm 2014. Ông Putin nhắc lại cuộc xung đột giữa chính quyền Ukraine và Cộng hòa Nhân dân từ xưng Donetsk, Cộng hòa Nhân dân từ xưng Lugansk, nổ ra sau cuộc đảo chính ở Kiev vào tháng 2 năm 2014, đặt ra mối đe dọa đối với an ninh Nga. Việc tiến quân về Kiev của lực lượng Nga đã thúc đẩy các cuộc đàm phán dẫn đến các thỏa thuận phù hợp với cả Moscow và Kiev. Tổng thống Putin nói, đề cập đến các cuộc đàm phán diễn ra giữa hai bên tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 3 năm 2022. Ông tuyên bố, vào ngày 29 tháng 3 năm 2022, chúng tôi đã rút quân khỏi Kiev vì chúng tôi yên tâm rằng việc tạo điều kiện để kết thúc quá trình đàm phán chính trị là cần thiết. Các nước phương Tây khi đó khẳng định rằng chính quyền Ukraine không thể ký những thỏa thuận như vậy. Tuy nhiên, Kiev và các đồng minh phương Tây đã lật lọng và cho rằng việc Nga rút quân khỏi vùng thủ đô Ukraine không phải là một cử chỉ thiện chí của Moscow, mà là kết quả của những thành công quân sự mà quân đội Ukraine đạt được. Ngay sau khi quân đội Nga rút đi, giới lãnh đạo Ukraine đã ngừng tham gia quá trình đàm phán, ông Putin nhắc lại. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev mới đây cho biết, Nga có thể đưa Ukraine thoát khỏi phương Tây sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt thành công. Ông Medvedev viết trong bài báo đăng trên tờ Rossiya Gazeta xuất bản hôm 14 tháng 6 rằng Ukraine có thể được giải phóng khỏi chủ nghĩa thực dân mới của phương Tây sau khi chúng tôi đạt được thành công tất cả các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt ông medvedev cũng tuyên bố rằng các nước nam bán cầu không muốn tuân theo cái gọi là công thức hòa bình của tổng thống zelensky vì họ muốn duy trì quan hệ với moscow cựu tổng thống nga viết kết quả đối với phương tây là một cú sốc sâu sắc trước sự không muốn bất ngờ của nam bán cầu trong việc tuân theo công thức zelensky trong việc cắt đứt quan hệ lâu đời với nga trong việc tham gia vào làn sóng trừng phạt do nhà trắng và các vệ tinh của họ thúc đẩy trong việc nhắm mắt làm ngơ trước sự trầm trọng tiếp theo của tình hình ở trung đông Ông Medvedev cũng chỉ ra rằng, hệ thống quan hệ quốc tế mới dựa trên các nguyên tắc tôn trọng và không can thiệp sẽ hình thành trong tương lai rất gần. Ông Medvedev lưu ý, một cách để giải quyết những thách thức trong việc xóa bỏ các biểu hiện kinh tế xã hội của chủ nghĩa thực dân mới có thể là tăng cường phối hợp các cách tiếp cận của phần lớn các quốc gia trên thế giới để hình thành một hệ thống quan hệ quốc tế hoàn toàn mới dựa trên các nguyên tắc tôn trọng và không can thiệp. Giải quyết những vấn đề này là vấn đề của tương lai rất gần một số đại biểu quốc hội ukraine đã bắt đầu thảo luận về các đề xuất của tổng thống nga vladimir putin theo lời của chủ tịch duma quốc gia nga vyacheslav volodin nêu trên kênh telegram ông volodin viết sự thật là các đại biểu ukraine nên bắt đầu thảo luận về các đề xuất của ông putin nếu họ quan tâm đến nhân dân và muốn duy trì sự tồn tại của nhà nước xin lưu ý rằng theo thông tin chúng tôi nhận được từ kênh nghị viện một số đại biểu phía ukraine đã bắt đầu làm điều này ông volodin lưu ý rằng nếu các đại biểu Ukraine cứ mãi hy vọng rằng Mỹ và EU sẽ giải quyết mọi vấn đề thay họ, thì sẽ càng ít công dân còn ở lại đất nước này. Ông cho rằng người dân Ukraine chỉ là nguyên liệu tiêu hao đối với Washington và Bruxelles, trong khi lãnh thổ của đất nước này sẽ ngày càng bị thu hẹp. Chủ tịch Duma Quốc gia Nga tuyên bố Ukraine chỉ có thể đàm phán nhân danh công dân của chính quốc gia. Nhưng vì nhiệm kỳ của Tổng thống Volodymyr Zelensky đã kết thúc nên đàm phán là vô nghĩa, Ông Volodin cho rằng, cũng vì không còn sự ủng hộ của quân chúng, nên các sáng kiến đưa ra bởi Tổng thống Zelensky, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hay Thủ tướng Đức Olaf Scholz đều hoàn toàn vô nghĩa. Theo ông, cơ quan hợp pháp duy nhất của Ukraine là Quốc hội có đủ thẩm quyền để tham gia đàm phán hòa bình. Ông Volodin kêu gọi, đã đến lúc họ, tức các đại biểu Ukraine nhận thức rằng Tổng thống của đất nước đã không còn, trách nhiệm thuộc về Quốc hội tối cao. Với tình hình như hiện nay, họ không thể cứ mãi đứng ngoài cuộc. Nhiều người dân Ukraine trên mạng xã hội đã lên tiếng ủng hộ kế hoạch hòa bình được Tổng thống Nga Putin đề xuất vào hôm 14 tháng 6. Bài phát biểu của ông Putin ngay lập tức gây phản ứng trên các trang mạng xã hội Ukraine và Telegram. Tất nhiên, các quan chức đại biểu và người Ukraine từ lâu đã ra nước ngoài, vốn ủng hộ tiếp tục chiến đấu, đã tỏ ra phẫn nộ trước đề xuất của Tổng thống Nga. Tuy nhiên, nhiều người dân bình thường lại ủng hộ việc chấp nhận các điều kiện của ông Putin. Cụ thể, một người dùng tên Boris viết, bạn có thể ghét Nga bằng cả trái tim mình, nhưng hãy động não đi và nhìn vào thực tế. Trong mọi trường hợp chúng ta sẽ không thể giành lại Donetsk, Lugansk và Crimea. Bạn cần hiểu rằng bây giờ là cơ hội thực sự để chấm dứt chiến tranh, dù sao thì chúng ta cũng sẽ không bao giờ được chấp nhận vào NATO. Một người dùng tên Vadim nêu quan điểm: "Thực ra Zelensky và Biden đã ký giấy kéo dài chiến tranh ít nhất 10 năm nữa." Một tài khoản có biệt danh Agent of Truth cho biết, "Putin đang nói về thực tế của thời điểm hiện tại." nếu tiếp tục chúng ta có nguy cơ mất cả khắc cốt và Odessa, họ sẽ chỉ lắng nghe khi Kiev chịu buông xuôi. Người dùng Yuri Zavansky đã trả lời bình luận của Adrian Akchus rằng không có chiến tranh, bạn sẽ không thể ăn cắp được nhiều tiền. Có thể những người khác sẽ lắng nghe, nhưng không phải những con người này, ám chỉ chính quyền ông Zelensky. Tài khoản Igor Goncharov viết, trước mắt đây là lối thoát duy nhất. Tiếp theo, các nhà ngoại giao của chúng ta phải nỗ lực tìm ra những điều khoản tốt hơn cho các cuộc đàm phán. Nhìn chung, một bộ phận dư luận Ukraine vẫn có cái nhìn thực tế và họ hiểu rằng chiến thắng trước Nga trong tình hình hiện nay là gần như vô vọng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trong cuộc họp báo ngày 14 tháng 6 tuyên bố rằng thỏa thuận an ninh Mỹ-Ukraine mới được công bố chỉ là những mảnh giấy. Những thỏa thuận này không có ý nghĩa gì cả, chúng không có hiệu lực pháp lý, Bà Zakharova cho biết các thỏa thuận chủ yếu nhằm mục đích cho những công dân còn ở Ukraine thấy rằng cộng đồng thế giới dường như vẫn ở bên họ. Bà Zakharova nói thêm, trên thực tế họ trốn tránh mọi trách nhiệm pháp lý đối với tương lai của Ukraine. Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra sau khi Ukraine ký kết thỏa thuận hòa bình 10 năm với Mỹ và Nhật Bản bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 ở Italy. Thỏa thuận giúp củng cố khả năng phòng thủ của Ukraine và đưa Ukraine đến gần hơn với tư cách thành viên NATO thỏa thuận nhằm cam kết các chính quyền tương lai của Mỹ cũng sẽ ủng hộ Ukraine, kể cả cựu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử. Nội dung thỏa thuận nêu rõ, thỏa thuận an ninh Mỹ-Ukraine là khuôn khổ cho nỗ lực lâu dài nhằm giúp phát triển các lực lượng vũ trang lỗi thời của Ukraine và là một bước tiến tới việc Ukraine cuối cùng sẽ trở thành thành viên NATO. Thỏa thuận cũng tuyên bố Mỹ có ý định cung cấp trang thiết bị, đào tạo và tư vấn dài hạn, hỗ trợ kỹ thuật, tình báo, an ninh, công nghiệp quốc phòng, thể chế và các hỗ trợ khác để phát triển các lực lượng an ninh, quốc phòng Ukraine có khả năng bảo vệ độc lập, chủ quyền, ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, các bộ trưởng quốc phòng NATO chưa đồng ý về kế hoạch tài trợ cho Ukraine, vốn cung cấp khoản hỗ trợ hàng năm chỉ giá 40 tỷ euro mỗi năm, Europin Pravda ngày 14 tháng 6 dẫn tuyên bố của Stoltenberg trước hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO tại Brussels cho biết, các đồng minh NATO sẽ tiếp tục phối hợp lập trường về vấn đề này trước hội nghị thượng đỉnh ở Washington. Ông Stoltenberg nói, chúng tôi cần phải nghiên cứu ngôn ngữ về việc trở thành thành viên và chúng tôi cần nghiên cứu các cam kết tài chính. Chúng tôi vẫn còn vài tuần nữa trước Washington. Thông tin ông Stoltenberg đưa ra lần này rất đáng thất vọng với Ukraine, Truyền thông trước đó đưa tin ông Stoltenberg đã từ bỏ kế hoạch thành lập quỹ viện trợ quân sự kéo dài 5 năm trị giá 100 tỷ euro cho Ukraine sau khi vấp phải sự phản đối của NATO. Vào thời điểm đó, Tổng thư ký NATO đã đưa ra một đề xuất mới, theo đó đồng minh sẽ cam kết chi ít nhất 40 tỷ euro mỗi năm để hỗ trợ sát thương và phi sát thương cho Ukraine, nhưng ngay cả nỗ lực này tới nay vẫn thất bại. Theo Business Insider, các đoạn video ghi hình ở chiến trường thời gian qua cho thấy UAV Nga nhiều lần hạ gục máy bay không người lái ném bom mặt cả đồng của Ukraine. Một số đoạn video cho thấy UAV Nga lao thẳng vào UAV đối phương tấn công tự sát. Một số khác cho thấy UAV Nga thả vũ khí xuống Baba khiến UAV Ukraine nổ tung. Trước đó, theo giới quan sát phương Tây và Ukraine, uav babajaga của kiev đã gây ra một số thiệt hại cho lực lượng nga và được xem là một trong những máy bay không người lái hiệu quả hàng đầu tuy nhiên đoạn video mới nhất cho thấy nga đã biết cách loại bỏ uav này babajaga có khả năng tránh bị phát hiện và có thể bay với tốc độ cao cho phép chúng tấn công mục tiêu hiệu quả uav ukraine có thể truy tìm mục tiêu vào ban ngày bằng camera tiêu chuẩn và vào ban đêm bằng camera ảnh nhiệt khả năng tác chiến cả ngày lẫn đêm khiến chúng hoạt động hiệu quả hơn hẳn các uav khác dù giá thành cao hơn các cuộc đấu giáp lá cà giữa uav không diễn ra thường xuyên trong tác chiến hiện đại nói chung và chiến sự nga ukraine nói riêng nga thường dùng tác chiến điện tử và phòng không để bắn rơi uav đối thủ mỹ sẽ chuyển sang một hệ thống phòng không patriot tiếp theo để hỗ trợ lực lượng vũ trang ukraine tờ new york times viết rằng tổng thống mỹ joe biden đã quyết định gửi thêm hệ thống tên lửa phòng không cho ukraine sau khi tham khảo ý kiến của một số quan chức quân sự mặc dù vậy chính quyền kiev lưu ý sự cần thiết phải cung cấp thêm nhiều loại vũ khí hơn tổng thống zelensky đã gửi đến các đồng minh một yêu cầu tương ứng khi khai mạc hội nghị về tái thiết sau chiến tranh của ukraine ở thủ đô nước đức trước đó ông zelensky đã tuyên bố rằng Ukraine cần 25 tiểu đoàn Patriot với tổng số bệ phóng lên tới từ 400 đến 800. Trong khi đó, tổng số hệ thống phóng Patriot nằm ngoài nước Mỹ ước tính khoảng 200 đến 220 chiếc, tương ứng với 50 khẩu đội và 12 tiểu đoàn. Nhà lãnh đạo chính quyền Kiev tin rằng các hệ thống phòng không bổ sung sẽ giúp Ukraine tự bảo vệ mình khỏi các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và quân sự của đất nước. Theo giới chuyên gia quân sự, đây có lẽ là một phần lý do khiến lực lượng vũ trang Ukraine cần thêm nhiều hệ thống phòng không đến vậy, bởi trong thời gian qua, Nga đã tiến hành rất nhiều đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV vào các cơ sở hạ tầng trên các lãnh thổ Ukraine. Theo Reuters, hệ thống phòng không Ukraine đã cho thấy đánh chặn tên lửa siêu thanh Kinzhan của Nga nằm ngoài khả năng của Kiev. Đánh giá về việc Patriot bất lực trước đòn tấn công của Kinzhan là Iskander-M, Tyler Rogoway, chuyên gia từ chuyên trang quân sự Warzone của Mỹ cho rằng Patriot là một trong những hệ thống vũ khí hiện đại nhất được phương Tây chuyển giao cho Ukraine. Vũ khí này có thể giúp phòng không Ukraine đối phó hiệu quả hơn với những cuộc tập kích đường không, nhưng nó không hoàn hảo và vẫn tồn tại điểm yếu nhất định. Chuyên gia Rogoway nhận xét, Nga bắt đầu bằng những nỗ lực đơn giản, sử dụng số lượng tối thiểu tên lửa hiện đại để đánh vào trận địa, với mục tiêu chủ đạo là radar. Nếu không thành công, họ sẽ mở nhiều mũi tấn công bằng UAV, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và kinh gian, tất cả đều hiệp đồng chặt chẽ nhằm gây quá tải lưới phòng không Ukraine, đặc biệt là hệ thống Patriot. Học giả này cho rằng một trong những điểm yếu lớn nhất của Patriot hiện nay là tín hiệu radar mảng pha của nó. Tín hiệu radar này có thể giúp hệ thống Patriot phát hiện mục tiêu từ khoảng cách xa, nhưng cường độ lớn khiến nó trở nên nổi bật giữa nền nhiễu. Biết điều đó, lực lượng tác chiến điện tử của Nga hoàn toàn có thể thu được tín hiệu radar này, từ đó truy ngược vị trí của tổ hợp tín hiệu radar của patriot cũng có thể được thu thập bằng vệ tinh hoặc máy bay trinh sát không người lái của nga ông cho hay trong một số vụ tập kích trước đây trinh sát nga đã tìm cách lần theo dấu vết radar và phát hiện vị trí patriot ở ngoại ô kiev và đã phóng một tên lửa để thăm dò và quả đạn đã bị patriot đánh chặn lực lượng nga dường như đã phát hiện được tín hiệu đặc trưng từ radar của patriot và tung ra đòn tập kích ồ ạt để khiến tổ hợp phòng không ukraine quá tải và không còn khả năng chống đỡ Ukraine và các đồng minh phương Tây đang bất đồng với tốc độ và quy mô đào tạo phi công làm máy bay chiến đấu F-16. Kyiv hiển thúc ép các đối tác Mỹ và châu Âu mở rộng chương trình huấn luyện. Tuy nhiên, các đồng minh của Ukraine phản bác rằng phi công Kyiv chưa sẵn sàng bắt đầu làm máy bay F-16. Theo Politico, các quan chức Ukraine khẳng định, nước này có 30 phi công đã sẵn sàng được huấn luyện trên máy bay, đồng thời phàn nàn rằng các cơ sở đào tạo ở Mỹ và Đan Mạch không đủ chỗ. Giới chức Kiev cũng lập luận Ukraine rất cần thêm nhiều phi công được đào tạo để lái chiến cơ F-16, để khi các máy bay được bàn giao, họ có thể cất cánh ngay ra tiền tuyến. Tuy nhiên, sẽ chỉ có 20 phi công Ukraine được huấn luyện đầy đủ. Mỹ và các đồng minh của nước này từ chối dành nhiều chỗ hơn cho phi công Ukraine vì người từ các quốc gia khác đang vận hành F-16 cũng cần được đào tạo. Các phi công Ukraine được đào tạo ở hai địa điểm, 12 người sẽ tốt nghiệp tại căn cứ lực lượng vệ binh quốc gia không quân Morris ở Tucson, bang Arizona của Mỹ vào tháng 9, trong khi 8 người nữa sẽ hoàn thành các khóa học tại một cơ sở ở Đan Mạch trước khi nơi này đóng cửa vào tháng 11. Chương trình thứ ba sẽ được Lockheed Martin, nhà sản xuất F-16 của Mỹ, triển khai ở Romania. Theo nguồn tin của Politico, sắp tới sẽ có 8 phi công Ukraine được đưa tới căn cứ ở Tucson và dự kiến sẽ có 8 suất dành cho người Ukraine vào năm tới. Pablo Pimakhop, 35 tuổi, là thương binh được trở về hậu phương ở vùng Kiev làm sĩ quan tuyển quân, nhưng từ khi nhận công việc này, anh ta bị người dân thóa mạ. Pimakhop thực hiện nhiệm vụ không mấy dễ chịu là kiểm tra giấy tờ của những nam giới anh bắt gặp trên đường phố Kiev và đưa giấy gọi nhập ngũ. Anh này cho biết, ở tiền tuyến mọi người coi nhau như đồng đội anh em, còn ở đây chúng tôi bị đối xử tồi tệ. Ở chiến trường tôi có thể là người hùng, còn ở đây tôi là quái vật trở về hậu phương pimakov trở thành người dơ đầu chịu báng hứng chịu đủ lời chỉ trích về cách thức quân đội gọi tân binh nhập ngũ ukraine đang hứng chịu tổn thất nặng nề về lực lượng và cần gấp rút tuyển thêm quân để đối phó đà tiến của nga nhưng đàn ông trong độ tuổi nhập ngũ ở hậu phương không muốn đi lính họ vội vàng rời khỏi công viên đường phố khi thoáng thấy bóng pimakov và một đồng nghiệp cầm theo bìa nhựa đựng hồ sơ một cảnh sát cũng phải đi theo hộ tống hai sĩ quan tuyển quân Cô Irina, 34 tuổi, nhân viên một trung tâm thương mại gần đó, nhìn chăm chăm khi Pimakov tới gần một người đàn ông mặc quần đùi, đang ngồi uống cà phê trên ghế băng công viên cùng vợ. Hai sĩ quan tuyển quân kiểm tra giấy tờ rồi yêu cầu anh ta tới trình diện văn phòng quân sự địa phương. Họ tới đây từ sáng rồi bám trụ đến tận tối, tóm lấy những người đàn ông trên đường. Thật kinh khủng, cô Irina vừa nói vừa lắc đầu ngán ngẩm. Sau đó Pimakhov chặn một người đàn ông 30 tuổi đi dép tông. Người này cho hay giấy tờ tùy thân đã bị bỏ lại khi anh sơ tán khỏi vùng lãnh thổ do so Nga kiểm soát ở Kherson, phía nam đất nước. Tranh cái nổ ra trước khi những người qua đường giận dữ, gây áp lực buộc cảnh sát thả người đàn ông. Một số ghi lại cảnh người dân đối đầu và mắng mỏ nhóm tuyển quân. Một người phụ nữ cùng con lao vào đánh nhóm sĩ quan vì cho rằng họ không tìm kiếm quân nhân mất tích trên chiến trường. Một số người yêu cầu trả lời tại sao những người bị gọi đi nghĩa vụ trên phố không bao giờ quay về nhà. Phản ứng của người dân cho thấy nỗi mệt mỏi vì chiến tranh tích tụ đã lâu ở Ukraine, cũng như lo ngại làm cách nào để quân đội Ukraine giành lại lãnh thổ từ lực lượng Nga khi ngày càng ít người tình nguyện ra trận. Mạng xã hội Ukraine gần đây tràn ngập hình ảnh đàn ông bị kéo đi trên đường phố và các sĩ quan tuyển quân bị người dân xỉ vả. Những video này cũng đã được phát trên sóng truyền hình quốc gia Nga. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev mới đây cho rằng phương Tây không có ý định mời Armenia gia nhập EU và Ukraine cũng không nên trông đợi điều đó trong tương lai gần. Ông Medvedev viết trong bài đăng trên Nhật báo Rosikeya Gazeta ngày 14 tháng 6 rằng tình hữu nghị giữa nhân dân Nga và Armenia đã kéo dài hàng thế kỷ, lại được củng cố bằng các mối quan hệ đồng minh trong khuôn khổ Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO và Liên minh Kinh tế Á-Âu EAEU. Nhưng từ lâu mối quan hệ như vậy đã trở thành cái gai trong mắt Mỹ và đồng minh. Theo ông, đã có những nỗ lực đáng kể để lôi kéo Armenia về phía Liên minh châu Âu EU và NATO. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cho rằng Armenia đã nhận được những lời hứa hẹn hấp dẫn, trong đó có tư cách thành viên EU để đổi lấy lòng trung thành tuyệt đối của Yerevan. Ông Medvedev nhận định, tuy nhiên, không nên bị đánh lừa vì những lời hứa tiêu vậy chỉ là miếng mồi trong cái bẫy của thời thuộc địa mới không ai có ý định mở cánh cửa, câu lạc bộ những nước được chọn cho người dân Armenia. Cứ thử hỏi những người theo chủ nghĩa dân tộc ở Ukraine xem, họ có nắm chắc khả năng đạt được tư cách thành viên EU hay không? Không, và họ cũng sẽ không sớm được cấp tư cách thành viên. Liệu cuối cùng họ có đặt chân được vào EU không nhỉ? Mới đây, Thái tử Ả Rập Xê Mohammed bin Salman tuyên bố sẽ không tham dự lễ kỷ niệm. Hội nghị thượng đỉnh G7 lần thứ 50 dự kiến được tổ chức tại Italy, mặc dù đã nhận được lời mời. Nhiều người bắt đầu nói về sự thay đổi nghiêm trọng trong quan hệ giữa Riyadh và phương Tây, cũng như những hậu quả có thể xảy ra. Cần lưu ý, vào ngày 9 tháng 6 năm 2024, thỏa thuận an ninh 50 năm giữa Ả Đập Xê Út và Hoa Kỳ được ký ngày 8 tháng 6 năm 1974 đã hết hạn. Một trong những quy tắc trong đó là việc bán dầu và các hàng hóa khác độc quyền được thanh toán bằng đô la Mỹ. Được biết, Riyadh sẽ không xa hàn thỏa thuận trên. Điều này sẽ cho phép Ả Rập Xê Út bán dầu bằng bất kỳ loại tiền tệ nào, từ đó đe dọa đồng đô la với tư cách là tiền tệ dự trữ thế giới, cũng như sự thay đổi trong mô hình tài chính toàn cầu. Bước đầu tiên, Riyadh tuyên bố tham gia vào dự án quốc tế Embric, sử dụng nền tảng tiền kỹ thuật số của một số ngân hàng trung ương, được các ngân hàng thương mại và một số tổ chức toàn cầu sử dụng. Hệ thống này được xây dựng trên công nghệ sổ cái phân tán để cho phép giải quyết ngay lập tức các khoản thanh toán xuyên biên giới và giao dịch ngoại hối các thành viên quan sát của embrek bao gồm ngân hàng israel ngân hàng namibia ngân hàng pháp ngân hàng trung ương bahrain ngân hàng trung ương ai cập ngân hàng trung ương jordani bên cạnh đó còn có những ông lớn khác như ngân hàng trung ương châu âu quỹ tiền tệ quốc tế hệ thống dự trữ liên bang ngân hàng new york cục dự trữ liên bang ngân hàng australia ngân hàng thế giới và một số tổ chức tài chính khác Tổng thống Mỹ Joe Biden cáu gắt và mắng mỏ một nhà báo của Bloomberg trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 theo tờ Daily Mail. Người đứng đầu Nhà Trắng không hài lòng với câu hỏi về khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở giải Gaza vào thời điểm ông cùng với Tổng thống Ukraine Zelensky thông báo việc ký kết thỏa thuận an ninh giữa Ukraine và Mỹ. Tôi muốn các bạn chơi đúng luật một chút. Tôi đến đây để nói về tình hình nguy cấp ở Ukraine. Các bạn đang hỏi tôi chuyện khác ông Biden tỏ ra không hài lòng và hứa sẽ trả lời một câu hỏi về Gaza sau. Sau đó, ông nói rằng ông không chắc liệu thỏa thuận ngừng bắn ở giải Gaza có sớm đạt được hay không, nhưng ông không mất hy vọng. Ngày 13 tháng 6, hai nhà lãnh đạo Zelensky và Biden đã ký một thỏa thuận an ninh giữa Ukraine và Mỹ. Tài liệu này không bao gồm bất kỳ cam kết nào từ Washington về việc sử dụng lực lượng của mình để bảo vệ Kiev. Tài liệu cũng không chứa bất kỳ nghĩa vụ tiền tệ nào đối với phía Mỹ đồng thời thỏa thuận có điều khoản về ý định của chính quyền Biden trong việc hợp tác với Quốc hội để thực hiện các nhiệm vụ an ninh, bao gồm cả tài trợ dài hạn cho nhu cầu của Ukraine. Một người đàn ông ở Trung Quốc đã mua 4 cuốn sách tại một cơ sở tái chế và phát hiện chúng đều là tài liệu bí mật quân sự. Theo AP, Bộ An ninh Trung Quốc đã kể lại câu chuyện này trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 13 tháng 6. Bài viết ca ngợi một người đàn ông đã về hưu, họ Giang, Người này đã gọi đến đường dây nóng để báo cáo về việc đã vô tình mua được 4 cuốn sách bí mật quân sự với giá 20 nhân dân tệ, tức là gần 3 đô la Mỹ tại một cơ sở tái chế. Bài viết cho hay, ông Giang cho rằng mình đã mua được bí mật quân sự của đất nước và mang chúng về nhà. Nếu người có động cơ đen tối mua được những cuốn sách này, hậu quả sẽ rất khó lường. Sau quá trình điều tra, các nhân viên an ninh phát hiện hai quân nhân đã loại bỏ 30 kg tài liệu bằng cách bán chúng cho một cơ sở tái chế dưới dạng giấy vụn. Các nhân viên an ninh đã thu giữ các cuốn sách này, trong khi quân đội nhanh chóng bịt những lỗ hổng trong việc xử lý tài liệu mật. Hàng chục học sinh từ Nga và nước ngoài sẽ tới Bắc cực vào tháng 8 trên một con tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân của nước này, hãng RT đưa tin. Dự án người phá băng tri thức được tổ chức nhằm hỗ trợ những trẻ em còn năng khiếu về hóa học, vật lý, toán học, sinh học trên toàn thế giới. Tổng cộng 70 học sinh trong độ tuổi từ 14 đến 16 đến từ các quốc gia như Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, Hungary, Armenia, Uzbekistan và Nga sẽ tham gia hành trình. Tatiana Chirinchiva, giám đốc điều hành của Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Rosatom cho biết, chưa quốc gia nào trên thế giới ngoại trừ Nga đưa trẻ em đến Bắc Cực. Chúng tôi đã lựa chọn những trẻ em khỏe mạnh nhất, có quan tâm đến các môn khoa học tự nhiên như khoa học, vật lý, toán học và sinh học. Rosatom hiện đang vận hành tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân 50 Lepabidi, nghĩa là 50 năm thành công. Cách đây 50 năm, dự án chủ yếu tập trung vào trẻ em Nga, nhưng năm nay dự án đã mang tầm quốc tế. Những trẻ em nước ngoài tham gia dự án được lựa chọn thông qua Liên hoan Thanh niên Thế giới tổ chức trước đó tại Nga. Đồng hành cùng các học sinh trên hải trình đến Bắc Cực có các nhà khoa học nổi tiếng, các chuyên gia ngành hạt nhân và nhà nghiên cứu. Con tàu sẽ khởi hành từ cảng Murmansk ở Bắc Cực trong hành trình dài 2.400 km những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh youtube thế giới nghiêng xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại